Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HVN. Trong clip ngày hôm nay, HVN xin được gửi đến các bạn thông tin cập nhật báo giá lăn bánh mới nhất của dòng Ford Ranger phiên bản XLS. Đây là phiên bản có tầm giá tốt và cũng là một trong những phiên bản bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam của dòng Ford Ranger trong suốt thời gian từ khi ra mắt đến thời điểm hiện tại. Và Ford Ranger được cập nhật trong video clip chính là phiên bản Ford Ranger 2023 XLS hoàn toàn mới. Các bạn có thể gọi ngay số hotline bên dưới để nhận được báo giá chi tiết lăn bánh, kèm theo đó là những cập nhật khuyến mãi ưu đãi của chính hãng và của đại lý các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với báo giá lăn bánh chi tiết của Ford Ranger 2023 XLS phiên bản 4x2 MT. Phiên bản MT tức là phiên bản số sàn và sử dụng một cầu. Đây là cái phiên bản có giá tốt nhất của Ford Ranger XLS. Hiện tại dòng xe này có mức giá niêm yết là 665 triệu đồng và mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 727 triệu đồng. Nếu các bạn trả góp ở thị trường Hà Nội sẽ là 195 triệu đồng là số tiền tối thiểu chúng ta cần chi ra. Trong khi đó tại thị trường các tỉnh, đặc biệt khu vực phía Bắc sẽ là 720 triệu đồng và chi phí cho dòng xe này nếu chúng ta trả góp là 188 triệu đồng. Hiện tại thì Ford Ranger XLS 2023 4x2 MT đang có những khuyến mãi hấp dẫn như tặng nắp thùng thể thao, lót thùng, rẽ sàn, cam hành trình, kèm theo đó là bảo hiểm thân vỏ và thẻ cứu hộ 3 năm miễn phí. Như vậy các bạn có thể gọi ngay số hotline bên dưới này để chúng ta nhận được cái bản báo giá lăn bánh chi tiết, đâu là những quà tặng của hãng và đâu là những quà tặng ưu đãi của đại lý. Các bạn có thể gọi ngay số hotline để liên hệ thử xem xe cũng như là lái thử và trải nghiệm dòng xe Ford Ranger 2023 XLS hoàn toàn mới các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với dòng xe thứ hai, đó là Ford Ranger XLS 4x2 AT. Đây vẫn là loại một cầu và sử dụng hộp số tự động. Và động cơ đây là động cơ tương đồng trong dòng XLS hoàn toàn mới, tương tự với dòng SUV 7 chỗ của Ford là Ford Everest vừa mới ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua. Các bạn thấy là khuyến mãi ưu đãi chính hãng hiện tại là tặng kèm theo đó là trải sàn da, cam hành trình, thẻ cứu hộ 3 năm miễn phí. Dòng xe này Ford Ranger XLS 4x2 AT đang có mức giá niêm yết là 688 triệu đồng và mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 752 triệu đồng. Mức giá lăn bánh tại thị trường các tỉnh, đặc biệt khu vực phía Bắc sẽ là 745 triệu đồng. Để có thể sở hữu dòng xe này theo án trả góp, các bạn cần số tiền tối thiểu là 202 triệu đồng và tương ứng tại thị trường các tỉnh, đặc biệt khu vực phía Bắc sẽ là 194 triệu đồng. Như vậy các bạn có thể thấy là dòng xe này đang có những cái chính sách ưu đãi chính hãng, kèm theo đó là những khuyến mãi của đại lý và mức giá hiện tại đang tốt trên thị trường. Đây là một trong những dòng xe ưu thế của hãng Ford Ranger phiên bản hoàn toàn mới XLS 2023 và chúng ta có thể gọi ngay số hotline bên dưới để nhận được những cái bản báo giá chi tiết, kèm theo đó là những cái khuyến mãi và những cái mức giá tốt, đâu là những cái quà tặng kèm theo của hãng và đâu là những quà tặng khuyến mãi ưu đãi tại thời điểm các bạn liên hệ. Chúng ta hãy gọi ngay số hotline để nhận được thông tin cập nhật và chính xác nhất các bạn nhé. Phiên bản cao nhất của dòng Ford Ranger XLS 2023 chính là phiên bản 4x4 AT hay còn gọi là phiên bản hai cầu và sử dụng hộp số tự động. Như vậy, dòng xe này thật sự là một cái điểm nhấn khác biệt so với những cái phiên bản tiền nhiệm trước đây. Tuy nhiên lại có mức giá niêm yết cũng không có quá chênh lệch. Các bạn có thể thấy là mức giá niêm yết là 756 triệu đồng và để lăn bánh dòng xe này tại thị trường Hà Nội sẽ là 825 triệu đồng. Để lăn bánh dòng xe Ford Ranger XLS 4x2 AT, chúng ta thấy cái giá lúc nãy, trong khi 4x4 AT hiện tại thì mới giá lăn bánh tại thị trường các tỉnh sẽ là 817 triệu đồng. Và trong khi đó thì nếu thực hiện theo phương án trả góp, các bạn có thể thấy là mức giá tối thiểu để sở hữu dòng xe này tại thị trường Hà Nội sẽ là 220 triệu đồng. Và để sở hữu dòng xe này lăn bánh tại thị trường các tỉnh theo phương án trả góp, chúng ta cần số tiền tối thiểu là 212 triệu đồng. Mặc dù là phiên bản cao nhất nhưng hiện tại hãng đã có những khuyến mãi thật sự là vô cùng hấp dẫn. Chúng ta có thể thấy là tặng bảo hiểm thân vỏ, nè, lót thùng, phim cách nhiệt tặng theo và sau đó là có trải sàn, cam hành trình. Dòng xe này là phiên bản cao nhất của dòng XLS và sử dụng cái hộp số tự động, kèm theo đó là cái tùy chọn hai cầu. Các bạn có thể gọi ngay cái số hotline bên dưới để chúng ta nhận được cái thông tin báo giá lăn bánh chi tiết và đâu là những cái chính sách khuyến mãi của hãng tại cái thời điểm mà chúng ta muốn sở hữu dòng xe này. Các bạn có thể liên hệ thử xe, xem xe và có đủ các màu có thể giao ngay trong thời điểm mà các bạn gọi các bạn nhé. Như vậy chúng ta xin được nhắc lại có những cái điểm đặc biệt trong cái phiên bản Ford Ranger XLS. Chúng ta có 3 phiên bản lần lượt là 4x2 MT, tức nghĩa là cái loại hộp số là hộp số sàn. Và trong khi đó thì cái phiên bản 4x2 AT và 4x4 AT đều là loại tự động. Trong khi đó thì 4x4 chính là phiên bản cao nhất và sử dụng cái chức năng là hai cầu. Mức giá niêm yết lần lượt của dòng xe này là 665 triệu đồng đến phiên bản cao nhất là 756 triệu đồng. Để sở hữu dòng xe này tại thị trường Hà Nội sẽ là 727 triệu đồng. Và lần lượt phiên bản giữa sẽ là 752 triệu đồng và phiên bản cao nhất sẽ là 825 triệu đồng. Nếu các bạn thực hiện theo phương án trả góp thì chúng ta sẽ có 195 triệu đồng, 202 triệu và 220 triệu để lăn bánh dòng xe này tại trường Hà Nội. Và để trả góp tại các tỉnh lần lượt là 188 và 194 cũng như là 212 triệu đồng. Các bạn có thể gọi ngay số hotline bên dưới để
nhận được thông tin báo giá chi tiết, kèm theo đó là những cái quà tặng, những cái khuyến mại ưu điểm của chính hãng. Ở đây là khoang nội thất của dòng Forerunner 2023 hoàn toàn mới. Các bạn có thể thấy phiên bản XLS của chúng ta cho những cái điểm tương đồng với chiếc Ford Everest vừa mới ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua. Mặc dù là một hãng xe của Mỹ nhưng mà chiếc Forerunner XLS đã có những thay đổi đáng kể trong cả thiết kế lẫn nội ngoại thất và sử dụng cái hộp số cũng như là động cơ hoàn toàn mới. Như vậy là chúng ta có thể sở hữu dòng xe bán tải Forerunner XLS 4x2 MT, tức nghĩa là cái loại số sàn, chỉ có mức giá tối thiểu là 195 triệu đồng và 188 triệu đồng để lăn bánh dòng xe này tại thị trường các tỉnh. Nếu như các bạn muốn trả thẳng và lăn bánh ngay, dòng xe này sẽ là 727 triệu đồng và 720 triệu đồng để lăn bánh tại thị trường các tỉnh, đặc biệt là khu vực các tỉnh phía Bắc. Như vậy, hãng đang áp dụng rất nhiều chương trình khuyến mãi. Ví dụ dòng xe này các bạn thấy là tặng nắp thùng thể thao, lót thùng, trải sàn, cam hành trình, bảo hiểm thân vỏ và thẻ cứu hộ 3 năm miễn phí. Trong khi đó thì dòng Forerunner XLS 4x2 AT thì đang có những cái khuyến mãi, ví dụ như là tặng trải sàn da, cam hành trình, thẻ cứu hộ 3 năm miễn phí. Và sau đó là chúng ta có cái mức giá lăn bánh tối thiểu cho dòng xe này tại trường Hà Nội sẽ là 202 triệu đồng. Mức giá trả góp tối thiểu dòng xe này sẽ là 194 triệu đồng. Và để có thể lăn bánh trả thẳng ngay lập tức thì dòng xe này tại trường Hà Nội sẽ là 702 triệu đồng. Và tại thị trường các tỉnh, đặc biệt khu vực phía Bắc sẽ là 745 triệu đồng. Các bạn có thể gọi ngay số hotline bên dưới để chúng ta nhận được cái bản thông tin báo giá cập nhật mới nhất ngay thời điểm mà chúng ta quan tâm. Và có thể nhận được những ưu đãi chính hãng, thậm chí giá còn có thể rẻ hơn nữa nếu chúng ta gọi ngay số hotline này. Như vậy, đối với phiên bản cao nhất dòng Forerunner XLS 4x4 AT, phiên bản sử dụng hộp số tự động kèm theo đó là tùy chọn hai cầu, thì có mức giá niêm yết là 752 triệu đồng. Để sở hữu dòng xe này, chi phí tối thiểu sẽ là 220 triệu đồng. Và tại thị trường, đó là thị trường Hà Nội. Trong khi đó, nếu chúng ta ở các tỉnh phía Bắc thì các bạn có thể có cái số tiền tối thiểu là 212 triệu đồng cho phiên bản cao nhất Forerunner XLS 4x4 AT. Đâu là tùy chọn tốt nhất cho cái dòng Forerunner XLS 2023 và đâu là những quà tặng thực sự hấp dẫn? Các bạn hãy gọi ngay số hotline để nhận được thông tin chi tiết các bạn nhé. Còn bây giờ, HVN xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip báo giá thông tin chi tiết của các dòng xe khác của hãng Ford và đặc biệt là các dòng bán tải. Hãy nhớ đăng ký kênh và cập nhật mới nhất các bạn nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại.